xúc công lâm nhá. Tiếp tục là chiếc xe lửa đang leo dốc vào đây. Chiếc xe này 4 khối các bạn ơi. Không phải là những chiếc xe 3 khối mà là chiếc xe 4 khối. Quá là tuyệt vời. Một buổi sáng tuyệt vời với hai chiếc xe cộng đồng siêu to khổng lồ được trang bị hệ thống phanh lốc kê các bạn. Hôm nay hai chiếc xe cộng đồng đi vào cái khu vườn săn lấp ở đây. Xe của ông được trang bị khối động cơ máy 40V các bạn nhé. Một chiếc xe rất là tuyệt vời. CD Công Lồng Made in Việt Nam.
xe siêu to khổng lồ được gióng ở sườn của anh Hiển, anh Hiển Công Lông các bạn nhé. Cúc bãi nhà Vân Vi ở không? À, nhà xe khoa. Tiếp tục là chiếc xe thứ hai. Đây. Các bạn phải thấy hệ thống kem nước này quá là đẹp. Chào cả nhà nhá. Bây giờ là cái cuộc hành trình của hai chiếc xe công lông siêu khủng. Các bạn cùng với tôi tiếp tục theo chân các bác tài xế.